không? Bà này bà biết chứ anh không dám. Thì vậy bà đừng có hỏi là tôi dám không. Sau mỗi một mối tình, thường chị nhận được là sự tổn thương hay là một cái sự ra đi trong hòa bình? Thường là ra đi trong hòa bình thôi. Đến cái thời khắc của thái hòa mới là tổn thương. Thì ngày xưa thì cũng diễn Thịt Phú Nhuận thôi. Cái tính của bà Cát lạ kỳ lắm. Đàn ông đẹp trai đối với Cát là chuyện nhỏ. Người đàn ông xấu trai càng tốt, nhưng là phải có tài và có duyên hơn nữa trong cái nghề này. Chanh với ông, cái lúc mà tập kịch, cái lúc đó ông Hòa còn kêu chị Cát là chị. Cái ngồi tập cái cười hoài à, cười khích khích khích. Cái ông chạy ra ông hỏi: chị, bữa em diễn vui lắm hả? Em diễn rất là duyên, em sẽ nổi tiếng đó Hòa. Rồi sau đó cái mỗi lần đi tập, cái ông ghé ông chở mình đi tập. Rồi xong có lần đi ăn xôi, nói chị Hượng hôm nay em có tiền qua em đi quay quần chúng, điên xôi nha. Ok, điên xôi. Ăn xôi xong cái ông nói là: chị, em yêu chị. Cái tự nhiên sững lại, tay rung chứ bộ. Rung, rung thiệt á. Chị mới nói vui nè: ồ vậy thì chắc em cưới chị đi, chứ chị nghĩ là xã hội này không có ai tính giống chị. Không nói đùa vậy. Thì quá ngày sau mời đi coi phim này kia, đi ăn xôi, đi hoài, cái thấy những cái tấn công mình thấy cũng hơi bị hay. Thấy Hòa ít nói lắm, mà chị thích đàn ông ít nói, đừng nói nhiều chị ghét. Tại vì tôi với bà nói chị nhiều, đừng nói vậy, tôi ghét đàn ông nói nhiều chị. Có nghĩa là từ nãy giờ cái người phụ nữ này cứ chà đạp tôi hết lần này tới lần khác. Đàn ông nói nhiều chưa chắc dở, là phải vấn đề là nói nhưng phải làm được. Anh Hòa là một người cực kỳ thông minh. Sau đó hai người quen nhau, cái mối tình rất đó nhanh, đi đến rất là nhanh. Yêu nhau rồi xong rồi có bầu. Không biết là có bầu. Lúc đó là 3 tháng rưỡi rồi không biết là có bầu. Mà lúc đó cưới hay chưa? Chưa. Rồi khi mà đẻ bom xong, bom được 10 tháng thì mới làm cái đám cưới. Sau cái đám cưới 1 tuần chia tay. Cái mối hôn nhân này kéo dài trong bao lâu? Từ thời điểm mà quen nhau đi ăn sâu rồi luôn, nếu mà tính thời điểm đó nha, cho đến có con, cho đến là 4 năm. Nhỏ nhẹ trong 4 năm. Ở lúc đó chị Phương Thanh, theo quan sát của chị thì chị thấy cái mối tình này là một mối tình đẹp hay là có nhiều vấn đề xảy ra? Về cái chuyện tình cảm này thì Phương Anh nghĩ đó là một mối tình đẹp. Sau này Chanh có đi đóng phim chung với Thái Hòa, phim của anh Phước Sang, phim Đẻ Mướn. Chanh đóng một cái vai đó là hay chở Thái Hòa ở đằng sau lưng xe. Thái Hòa có nói: bà Chanh thân với bà Phượng, tôi nói bà Chanh nghe một câu thôi nha. Thái Hòa cực kỳ ít nói. Lấy tôi, bà cũng không cho tôi nói gì hết. Mà tới lúc bà bỏ tôi, bà cũng không cho tôi quyết gì luôn. Coi như Chanh chỉ có được quyền đứng ở giữa thôi, cũng không được nghiêng về phía Cát Phượng, cũng không nghiêng về phía Thái Hòa. Và nói thôi thì Thái Hòa cố gắng, nhiều khi cái duyên chỉ vậy thôi chứ không dám nói nhiều. Chị với anh ấy bắt đầu có vấn đề là từ khi nào? Cái thời gian mà đi quay á, lúc đó mới đẻ con bom. Em nghĩ là thời điểm đó, lúc đó là hình như tên của Cát Phượng đang rất là nổi tiếng, tại vì đó là thời điểm của Gala Cười. Lúc đó là một cái trào lưu về hài kịch, thì lúc đó là Cát Phượng là một trong những cái tên bán vé rồi. Cứ 4 giờ sáng phải ngồi dậy rồi đi rồi tối chiều về. Thì thấy ông nằm trong phòng, ông chỉ viết kịch bản, ông ngồi suy nghĩ. Cái đối lần nhiều lần như vậy mình suy nghĩ: ủa có chồng làm cái gì vậy trời, sao một mình cứ bốn ba. Đi quay thì em biết rồi đó, nhiều khi 3-4 giờ sáng là chuyện thường. Một mình chạy xe về. Thì lúc đó ông ngủ rồi. Thằng bom thì ngủ với ông bà nội. Tức quá thì ngồi chị hỏi, dựng đầu vậy hỏi mà: ông là cái gì của tôi? Cái ông đính thình á, tôi muốn ông trả lời: ông là cái gì của tôi? Cái ông hỏi có chuyện gì?
Thế giờ này tôi mới về, ông thì ông nằm ở nhà ông ngủ, tại sao không chở tôi đi quay? Ông nói là thì người ta mời bà thì bà đi đi, đâu có mời tôi đâu. Cái gì hỏi gì, ông là cái gì của tôi? Nếu ông là chồng của tôi, mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Không có con vợ nào mà muốn buông ba để chồng ở nhà chứ. Vợ nào cũng muốn là chồng mình phải đi làm, đem tiền về cho mình, đó là cái sự hãnh diện. Nhưng mà trong cái lúc đó thì nếu mà ông chở tôi đi, ông mới chia sẻ này kia, người ta sẽ thương ông hơn. Ta nhìn là vợ chồng nó vậy vậy, rồi tôi sẽ thương ông nhiều hơn. Ông nằm xuống ngủ, cái chị nói ly dị, hai chữ. Ông nói viết đơn đi tôi ký. Trước đó hai người xảy ra mâu thuẫn gì hay chưa? Mà không lẽ chỉ vì một chuyện này? Một chuyện. Đúng một chuyện này. Một chuyện. Rồi có một lần chị nhờ người bạn của chị là con trai, ê giúp tôi chuyện này được không? Ông nhắn tin vô, vô tin nhắn của tôi á, chọc cho ông thấy quà ghen đúng không? Đúng rồi. Hẹn em vậy vậy vậy. Chị cố tình chị để cái điện thoại trong cái phòng đó, để trong đọc. Tôi biết thấy quà đọc. Tại sao chị lại làm cái động tác là kêu bạn chị nhắn tin để chọc cho anh ghen? Với cái mục đích chị gì? Chị muốn biết là ổng có yêu chị cấp độ nào. Tức là đàn bà luôn muốn đàn ông ghen với mình để mình đo cái mức độ tình đúng yêu không? Nếu mà gì chứng thành đi, thấy cái gì chứng thành hỏi ai, tại sao như vậy thì nó sẽ ra chuyện. Lúc đó chị mới kiểu là khơi thì mình mới nói hết. Nói hết, còn này ông đọc xong cũng đính đính đính. Tất cả ông thứ im im, không biết bà sao. Bà với ông Thái Hòa không tìm được tiếng nói chung và không đồng cảm xúc trong cuộc sống vợ chồng. Thế chị nghĩ là thôi, có lẽ chắc phải ly dị thôi. Cho phép em được bên vực anh Thái Hòa một tí. Đó là một người đàn ông là phải lo cho vợ mình. Đúng. Ngay lúc đó anh Thái Hòa may mắn chưa mỉm cười với ảnh để anh có thể có được cái hào quang như chị. Ảnh cũng sẽ rất là tủi thân khi mà mình chỉ biết đưa rước vợ mình lên một đoàn phim mà vợ mình thì được quá nhiều công việc trong khi mình thì đang ở không. Anh có giải thích với chị như vậy hay không? Không giải thích, không nói. Nhưng mà luôn. Mình nhìn mình hiểu mà chị. Ví dụ đi vô siêu thị hay đi coi phim gì người ta ùa theo chị gác không mà chị thấy cái điều đó chị thương lắm. Rõ ràng như vậy, tại vì hai vợ chồng mà cái độ nổi tiếng nó chênh lệch quá nhiều thì cái người còn lại sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tủi thân. Đơn giản một điều là Thái Hòa không yêu chị, tình yêu không có đủ lớn. Tại sao chị nghĩ như vậy? Nếu tình yêu đủ lớn thì mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Vợ mình dù có là ông trời hay là ông chúa bà hoàng gì, nhưng đối với mình là vợ của mình thì tất cả những cái sự mà che chở hay là bà có nổi tiếng hay gì, tôi là chồng mà, thì tôi đứng sau chút xíu cũng đâu có sao. Thật sự ra em nghĩ là trong người anh Thái Hòa lúc đó có một sự chịu đựng nào đó. Tại vì bà hiểu không, người ta nhỏ tuổi hơn bà, người ta lấy bà, tính bà man hơn người ta, bà cứng hơn người ta. Một bước là bà quyết luôn. Riết mà mỗi một ngày, mỗi một năm như vậy, bốn năm như vậy, người đàn ông người ta sẽ bị hụt bớt cái nhuệ khí đi. Cái đó là cho phép tôi binh Thái Hòa một ok, cái này Thái Hòa đúng hơi cho chị Cát xin nói luôn. Chị với Thái Hòa chưa bao giờ gây lộn về một vấn đề gì cả. Ông luôn luôn im lặng. Chị nói chuyện với ông cũng rất là khó. Khi chị quyết định cái gì, ông cũng không bao giờ ông lên tiếng. Im lặng nó không phải là cách. Im lặng nó là một cái con dao. Nó cắt đứt tình yêu dần dần mà mình không biết. Nó là dao cục. Nó cắt không có một cái đường ngọt mà nó cắt từ từ mà nó rách xấu lắm. Thành thử ra tôi nói thật với quý vị là yêu nhau mà im lặng là tệ hại khủng khiếp. Nhất là cuộc sống vợ chồng lâu dài trong gia đình là phải tìm được tiếng nói chung. Phải nói ra để mình biết là mình muốn cái gì. Thật sự ra bà này nè yếu đuối lắm, bà này yếu đuối lắm, nhưng mà nó cứ ẩn vào trong, xong rồi cái sự mạnh mẽ nó cứ chạy ra ngoài, xong rồi cái người đàn ông nào đối diện cũng bả mạnh mẽ quá đâu cần phải lo. Chính xác là vậy. Thiên chức của người phụ nữ là gì? Là được quyền yếu đuối, là được quyền cho người ta chăm sóc. Bây giờ mới ngồi khóc, còn lúc yêu đâu có khóc đâu. Em nghĩ vậy. Mà nếu mà lúc đó mà yêu mà khóc cỡ này là ông Thái Hòa là xỉu rồi. Mọi người biết sao không? Hồi trước đó thì mình đã nuôi ba đứa em rồi. Nuôi ba đứa em đi tôi học rồi kia. Sau đó là lấy em đó, chồng, vợ rồi kia đầy đủ hết. Mới mình mới quyết định là lo cho cuộc sống của mình. Thì khi đẻ con, đẻ con Bom là 3-4 tuổi. Trong 4 năm trời mình sống, lúc đó Thái Hòa cũng chưa làm được gì. Trong mắt mình, Thái Hòa cũng giống như là mình muốn bao bọc. Lúc đó sống Thái Hòa chị khóc hoài chứ đâu. Mà đố Thái Hòa biết chị khóc.
là chị không muốn cho ai thấy. Nhưng mà thực ra thế này nè, nói á cũng tội ảnh, mình cũng phải biết anh có cái uẩn khúc gì đó anh không nói được, chứ không phải là anh vô tâm như chị nghĩ đâu. Cái sai của các Phượng, cái sai của mình là nó ly dị thái quá. Cái sai của bà là ly dị quá nhanh, quyết định quá nhanh, để rồi bây giờ thương Bon. Nhưng mà đến bây giờ nghĩ lại, cái sai đó của các Phượng là cái hoàn toàn đúng. Cả hai người đều không khơi gợi được cái điểm yếu ở trong bản thân. Chính xác là như vậy. Khi mà ly dị ông Hòa rồi á, nằm trong phòng, lúc đó cái nhà chưa có bán, còn ở chung nhà. Ông ở phòng bên kia, mình ở phòng đây. Lúc mà ông dựng cái vở Người Vợ Ma đó, mỗi ngày ông làm một cảnh thì ông biết, ông sửa lại cái ông đẩy qua khe cửa cho chị Cát coi. Chị Cát coi xong cái chị Cát viết vô ok. Còn cái chỗ nào mà không ấy, chị Cát viết ra nên sửa vậy vậy vậy, rồi đẩy qua đẩy lại. Xong tự nhiên chạy về phòng khóc. Tại sao? Tại sao không bước qua được, đúng không? Nhớ một lần là bị cảm sốt. Thì cái bình nước, ví dụ cái phòng đây, đây có cái phòng, cái bình nước để phòng bên đây, để ngoài. Thì ngồi dậy không nổi. Cái bên kia đó, nếu như không có ly dị, mình sẽ kêu anh ơi em nhức đầu, liệu mình sẽ có viên thuốc hay không? Theo chị, chị cũng không biết. Em nghĩ chắc sẽ có chứ. Rồi xong mình lấy viên thuốc mình lết ra, lấy nước uống thì nhìn qua khe cửa thấy ông Hòa ông nằm co ro. Thấy thương ông quá. Tại sao lúc đó ông không nói là không có gì phải ly dị, tất cả những chuyện này anh sửa được, và kể cả em cũng nên sửa, thì cái chuyện nó khác. Em biết sau khi mình đi ra cái giấy ly dị nha, chị bình thường lắm, chị nói bình thản. Chị đặt cái bút lên ký một cái, không biết ở đâu một giọt nước mắt nó chảy ra, đó là một cái bực chứ cái chữ ký đó. Chị không hiểu nước mắt nó ở đâu ra. Sau khi ly dị là một cái cuộc sống vô cùng thê thảm. Về tinh thần hay vật chất? Tinh thần và cả vật chất. Sau khi mà bán nhà được rồi thì lấy cái tiền đó thì mua được miếng đất, quăng nó thôi, chứ không biết phải làm gì. Thì đi diễn cũng không có chỗ để diễn luôn. Thì bỏ một bom trên xe, trong túi chỉ có đúng 50 ngàn. Mà tại sao phải tới mức độ đó? Sao chị không để dành cho chị một mớ nào đó? Chị tính chị em biết rồi đó. Ai xin cho, ta nghèo khổ, ta đói là cứ cho. Cái này là, thưa quý vị, tôi làm chứng. Cho bất chấp. Cổ từ thiện, một cái cách từ thiện mà người ta hay nói chị ngu luôn. Không, em theo em thì không khoa học. Rất nhiều mảnh đời xung quanh ta cần cứu giúp. Nhưng mà cái chuyện mình cứu giúp là mình phải cứu giúp ngay cái người thân của mình trước. Và quan trọng hơn hết là cứu giúp bản thân mình trước. Sau này chị mới hiểu như chị nói. Lúc trước, hồi đó chị không hiểu đâu. Nãy giờ nói là hiểu là còn thương Thái Hòa lắm. Thương lúc lắm. Đó là do cái tính tự, cái tôi, cái tự ái lớn quá, ký cái rụp nhưng mà không chịu rút lại. Khi đơn ly dị rồi, về khóc như một con điên. Mở nhạc rất là lớn đi khóc. Khóc mà nói câu tôi biết tôi sai. Cái sai lớn hơn của tôi là ông không chịu nói ra những gì ông cần nói với tôi. Rồi thằng Bom nằm đây, mẹ xin lỗi con, mẹ không cho con được cái gọi là cái gia đình nhỏ, mẹ không giữ được cho con. Mà trong cái thời điểm đó, khi mà Bom không có sữa, không biết mượn ai tiền, mượn bạn bè thì sợ nhục. Mà ông hiểu sao gặp Diệt Hương. Hương ơi, giúp chị Hương, cho chị mượn 20 triệu. Hương nó nói chị đang ở đâu, mà mượn cái kiểu mượn cho có thôi. Mà không hiểu sao cô Hương nó cho mình mượn, mà chị với Hương đâu có thân đâu. Chứ chắc chị Hương thân bằng xìn á, chị thân xìn hơn. Mà hơi mượn mà nó cho 20 triệu đó, trời ơi, giải quyết quá trời nhiều luôn. Sữa của con Bom
đi nhà. Cảm ơn Hương vô cùng, cảm ơn dễ sợ luôn thiệt. Thật ra chị Việt Hương á chỉ là cái người á nhìn thì có vẻ bô lô ba la, có vẻ là lắm. Nhưng mà thật sự ra cũng như chị đấy, bên trong cũng yếu đuối và tình cảm lắm. Hương nó nói là chị giữ nó đi, khi nào chị có hay trả em. Bà nhấn mạnh nhớ nha, có hãy trả, tôi không đòi. Một lần biết ơn Việt Hương rồi. Sau đó là cố gắng là trả cho nhanh, tại vì cuộc đời chị sợ mắc nợ lắm, nhất là nợ tiền sợ lắm. Trả. Bà hay tính tất cả mọi chuyện trước khi nó xảy ra. Dĩ nhiên tôi biết rằng là đâu đó trong mỗi một câu chuyện luôn luôn vấn đề nó đến từ hai phía, không bao giờ đến từ một người. Và chúng ta không trách ai trong mối tình này cả. Và tôi hy vọng là quý vị sẽ không ai bàn tán hay là chúng ta làm tổn thương cả nghệ sĩ Thái Hòa lẫn nghệ sĩ Cát Phượng bằng bất cứ một cái điều gì. Đây là hoàn toàn là sự chia sẻ về ký ức. Rất mong quý vị sẽ tôn trọng cái hạnh phúc của chị Cát Phượng hiện nay, cũng như là hạnh phúc của nghệ sĩ Thái Hòa hiện nay. Trong tình cảm, người nào quyết định đầu tiên, người đó sẽ là người đau khổ. Cho nên tôi sẽ tặng bà một bài hát này. Và sau này, hy vọng là sau này nha, với Kiều Minh Tướng, bà không được quyết định. Có gì bà phải bàn với tụi tôi. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn thêm. Hương Thanh chỉ hy vọng rằng là đây là nỗi buồn cuối cùng trong cái con đường tình yêu của Cát Phượng. Nếu mà cần tiền thì điện cho Việt Hương, cần tình thì điện cho Hương Thanh. Đồng ý. Trời ơi. Thưa quý vị, đây là những tình cảm thật trong giới nghệ thuật của chúng tôi đây quý vị. Đây là những người bạn thật. Và rất là cảm ơn chị Phương Thanh, cảm ơn rất nhiều vì những cái chia sẻ cực kỳ tình cảm và những cái câu nói rất là thật của chị. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Bà bỏ kèo mắng tướng tôi lấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn.